Nước Mỹ đang tham chiến. Cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh hao người tốn của nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là chương trình phim đặc biệt nhiều tập kéo dài 1 giờ nói về chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến tranh 10.000 ngày. Hãy cẩn thận và cảnh giác. Bạn có thể liên hệ với đầu dây nói khác. Và đây là phương tiện quân tạc khủng bố. Người Mỹ ở Việt Nam. Kịch bản Michael McLear. Đọc lời bình Richard Basser. Năm 1945, những người Việt Nam quốc gia chủ nghĩa giành độc lập khỏi thống trị của người Pháp. Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo quốc gia chủ nghĩa và đồng thời được coi là lãnh tụ cộng sản thiên tài, lãnh tụ của cách mạng Việt Nam. Đầu tiên, nước Mỹ ủng hộ của Hồ Chí Minh. Nhưng rồi người Pháp chiếm lại Việt Nam, hồng áp đặt lại các đô hộ mà họ đã thiết lập 80 năm trước. Trong 9 năm rồng kháng chiến, lực lượng của cụ Hồ Chí Minh đã tiêu hao dần lực lượng của người Pháp, quân đội viễn chinh khá hùng mạnh. Năm 1954, trên 10.000 binh lính Pháp đã đầu hàng trong trận quyết chiến ở Điện Biên Phủ. Nước Việt Nam theo Hiệp định Geneva chia cắt. Nước Mỹ đã coi miền Bắc Việt Nam Cộng sản như là cửa ngõ và bàn đạp của Liên Xô Trung Quốc Cộng sản để lấn xuống Đông Nam Á. Cụ Hồ Chí Minh đã tập trung mọi nỗ lực để thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam. Tổng thống Mỹ Eisenhower tuyên bố miền Nam Việt Nam có ý nghĩa sống còn đối với nền an ninh của nước Mỹ. Người thừa kế ông là Tổng thống Kennedy cam kết huy động mọi lực lượng tiền tài hiện có để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Chúng ta cần phải cố gắng không để miền Nam Việt Nam lọt vào tay cộng sản. Do vậy mà chúng ta phải tập trung mọi lực lượng tăng cường chiến tranh và đồng thời gia tăng mọi sự giúp đỡ cần thiết theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Cuối năm 1962, du kích đã kiểm soát được một nửa miền Nam Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ, mặc dù Tổng thống Kennedy đã tăng con số cố vấn quân sự Mỹ lên 25.000 người. Các cố vấn này có sứ mạng giúp đỡ cho quân đội Sài Gòn trong những cuộc hành quân bảo vệ lãnh thổ. Nhưng lực lượng Sài Gòn vẫn rút lui hoài, co cổ lại mãi. Nhiều tờ báo thời đó nói rằng phi pháo của Mỹ đã không hề tỏ ra là đối thủ của du kích cộng sản. Một lực lượng khoảng 8.000 người sinh ra ở miền Nam Việt Nam đã thâm nhập từ miền Bắc vào. Năm 63, số quân cộng sản đã lên tới 35.000 người. Họ tự nhận là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Người Mỹ và người phương Tây gọi họ là Việt Cộng VC. Người đứng đầu chính phủ miền Nam Việt Nam là ông Ngô Đình Diệm. Ông này là một người dân tộc chủ nghĩa cuồng nhiệt, nhưng ông ta không tỏ ra am hiểu nội tình đất nước. Xứ sở này là xứ sở của Phật tử, và chỉ riêng năm 63 có 7 nhà sư tự tử để phản đối ích thống trị tàn bạo của chính quyền Diệm. Sự đàn áp và tra tấn dã man đã dẫn đến sự khủng hoảng về chính trị. Đại sứ Mỹ thời đó là Kabolos nói: "Tôi còn nhớ lúc đó đã đệ trình lên Tổng thống Kennedy bản báo cáo về tình hình chính trị phức tạp rối ren đang xảy ra, có kèm theo bức ảnh của nhà sư cao tuổi tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền." Tổng thống Kennedy nói rằng: "Hãy nhìn vào bức ảnh này đi, thì các anh sẽ tự thấy chúng ta phải làm gì." William Conway, trưởng CIA Sài Gòn lúc đó và sau này là giám đốc CIA, ủng hộ Diệm. Năm 63 là một trong những giai đoạn căng thẳng gay gắt nhất với sự tranh cãi. Có một sự phân biệt rõ rệt về thành viên chính phủ. Tướng Dương Văn Minh, Minh Lớn nói, ông ta sẽ tiến hành đảo chính nếu chính phủ Mỹ ủng hộ. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Dean Rusk chuyển một bức điện mật cho đại sứ Kabulos ở Sài Gòn. Los và nhân viên CIA Sài Gòn nói rằng họ đã được thông báo về cuộc đảo chính. Tướng Minh nói rằng đầu năm 63, chính phủ Mỹ không đồng ý cho tiến hành cuộc đảo chính và tôi đã quản việc đảo chính này đến tháng 11 năm 63. General men, that the United States government would not thwart their coup. And I conveyed this. Lúc này nhiều tướng tá đã thống nhất hành động chống lại Diệm. Diệm điều động quân đội chống cự. Thế nhưng ngày 3 tháng 11 năm 1963, Diệm và Nhu, em trai của hắn, đã bị chết.
Tổng thống Kennedy thấy choáng váng. Tướng Marshall Taylor, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói, sáng ngày hôm đó người ta chuyển cho tôi một bức điện về cuộc đảo chính và cái chết của Diệm quanh bàn làm việc của tôi. Các cố vấn quân sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Tổng thống lặng lẽ đi quanh bàn, vẻ mặt suy tư và thoáng buồn, nhưng rồi chính Tổng thống Kennedy cũng bị giết chết sau đó vài tuần. Người ta dựng lên câu chuyện Tổng thống Kennedy muốn rút quân đội và các cố vấn quân sự của mình ra khỏi miền Nam Việt Nam. Johnson, người kế vị của Kennedy, vẫn duy trì đội ngũ cố vấn cao cấp trong Nhà Trắng của Kennedy và lắng nghe những lời khuyên trái ngược nhau của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara vẫn theo đuổi một lập trường can thiệp của Mỹ tối đa ở Việt Nam. Tôi cho rằng chúng ta phải tìm mọi cách chặn đứng ngay cuộc xâm lược từ miền Bắc Việt Nam. Vấn đề là phải tìm những biện pháp hữu hiệu nhất để chặn đứng ngay lập tức cuộc xâm lược từ miền Bắc Việt Nam này. Sự xâm nhập từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam được thực hiện qua con đường mòn Hồ Chí Minh. Con đường mòn này bao gồm cả một hệ thống đường xá trải dài hơn 1.500 dặm qua núi non hiểm trở và rừng rậm dọc theo biên giới Việt Nam. Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia, Hà Nội ngày càng tăng cường sự xâm nhập này, cố tỏ ra cứng rắn hơn Kennedy. Ông ta cử những người của ông ta đến trực tiếp chỉ đạo chính quyền. Tướng Taylor trở thành đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Thực sự lúc đó, lực lượng chống đối muốn bàn bạc thương lượng với chính phủ Pháp, chứ không phải là chính phủ của tướng Khánh. Trong quá trình một năm làm đại sứ ở đây, tôi đối phó với năm chính phủ khác nhau. Chính phủ trung ương ở đây đã phải thay đổi đến 5 lần. Người ta thường đòi hỏi đảo ngược cả quá trình, nhưng chúng ta không thay đổi được cả quá trình mà chỉ thay đổi các mục tiêu mà thôi. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, một ngày quyết định trong số phận của chúng ta. Đây là ngày xảy ra cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Người ta tổ chức chỉ đạo oanh tạc bằng không quân vào miền Bắc Việt Nam. Hai tàu tuần dương khu trục hạm, tàu chỉ huy của hải quân bị tấn công. Lực lượng tấn công là hải quân Bắc Việt Nam. Johnson vội vã ra biện pháp trả đũa. Các máy bay ném bom của Mỹ đã sẵn sàng tấn công và lập tức tấn công vào nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cách đây mấy ngày, các tàu chiến khu trục của Mỹ đã bị khiêu khích tấn công ở ngoài khơi Bắc Việt Nam. Và lúc này đây, khi tôi đang nói, các máy bay ném bom của chúng ta đã nhận lệnh oanh kích các mục tiêu để trả thù. Bombers hit oil and supply depots near the border. After the bombing, Johnson asked for congressional approval. This gives the president authorization to conduct war without declaring it. The so-called Gulf of Tonkin. Sau trận ném bom, Johnson đưa vấn đề ra Quốc hội Mỹ, hòng được sự tán thành của Quốc hội. Lãnh tụ phe đối lập đã lên án tổng thống tiến hành cuộc chiến tranh mà không hề tuyên chiến. Cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ đã bị Quốc hội kiên quyết chống đối. Thượng nghị sĩ Fulbright nói, ông ta coi đây là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc mở rộng chiến tranh. Phải chăng đây là một biện pháp hữu hiệu để tiến hành đối thoại với một đất nước chỉ có 17 triệu dân? Trong khi đó ở nước Mỹ, nhiều người có ý muốn giải quyết cuộc xung đột bằng đàm phán hòa bình mà không muốn bất kỳ một cuộc chiến tranh nào khác. Giờ đây Bắc Việt Nam đã bị trực tiếp tấn công, trực tiếp đương đầu với một cuộc chiến tranh bằng không quân của Mỹ. Johnson hy vọng rằng cuộc chiến này có thể giúp kết thúc chiến tranh trong vòng 6 tháng. Theo Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng, ở miền Bắc, người ta không thèm để ý đến luận điệu quên quang đó. Lầu Năm Góc nói rằng Johnson nghĩ đến việc miền Bắc phải lùi bước dần, nhưng nhân dân miền Bắc Việt Nam đã chấp nhận mọi hy sinh, dù là cao nhất, coi đó là việc làm bình thường. Họ nghĩ rằng đất nước của họ bị tàn phá bởi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh. Nhưng họ một lòng một dạ tin tưởng vào sự lãnh đạo của những người Cộng sản Bắc Việt Nam. Họ không ngần ngại dấn thân vào cuộc chiến tranh để giành lấy độc lập. Đại sứ Hàm Văn Lâu, một nhà ngoại giao, cựu đại tá nói, chiến tranh thật là khốc liệt. Như các bạn thấy đấy, nhân dân chúng tôi có đầy đủ khả năng vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại. Chúng tôi buộc phải chịu hy sinh, phải làm tất cả để thích nghi với hoàn cảnh gian khổ của chiến tranh. Chúng tôi rất căm giận đế quốc Mỹ và chúng tôi có chung một quyết tâm sắt đá. Chúng tôi không thể nào thất bại trong cuộc chiến tranh này. Giữa cộng những người Cộng sản miền Nam,
đã phản ứng lại bằng cách đẩy mạnh cuộc chiến tranh vào các đô thị miền Nam Việt Nam. Tháng 10 năm 1964, khi Bộ Chỉ huy Chiến tranh Mỹ bàn về tăng cường oanh tạc không quân chống Nhật Bản, thì cũng là lúc lực lượng du kích Cộng sản đẩy mạnh cuộc tấn công vào các căn cứ không quân ở miền Nam Việt Nam. Lại một lần nữa, Johnson nhận được những lời khuyên trái ngược nhau. Giám đốc CIA Conway nói, để chống lại sự xâm lăng của miền Bắc Việt Nam, xu hướng cần thiết và tất yếu là phải tăng cường hoạt động quân sự bằng không quân để nhằm làm giảm khả năng của các cuộc tấn công từ miền Bắc Việt Nam. Tôi cho rằng chúng tôi đã phạm sai lầm cơ bản là không tìm cách chấm dứt được sự xâm nhập của Bắc Việt Nam. Johnson đã đồng ý gia tăng chiến tranh, tiến hành các bước đi sai lầm nghiêm trọng trong chiến thuật chiến tranh của ông ta, tăng thêm lực lượng chiến đấu và chiến trợ. Năm 1965, thêm 3,5 tỷ đô la được ném vào cuộc chiến tranh. Nhiều máy bay chiến đấu được đưa thêm vào miền Nam Việt Nam. Những tướng tá chỉ huy miền Nam Việt Nam đòi hỏi phải đưa thêm 90.000 lính nữa. Đồng chỉ huy quân đội Mỹ trên chiến trường là tướng Westmoreland đòi đưa thêm lính Mỹ vào chiến trường để giành cho được chiến thắng cho cá nhân mình. Ông ta biện bạch, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ miền Nam thoát khỏi sự xâm nhập của lực lượng quân đội từ miền Bắc vào. Và tôi được ông McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng, nhiều lần cho hay là tôi được phép tăng thêm lực lượng quân đội của mình đến mức cần thiết. Mặt trời lúc này đang tỏa những tia nắng cuối cùng xuống làng quê. Những người lính tập trung quả lực súng máy vào công việc tiểu trừ quân du kích Cộng sản. Năm 1966, có 140 đơn vị lính chiến đấu được đưa vào chiến trường và tiếp tục cuộc chiến tranh hạn chế của Mỹ. Johnson không sử dụng một cách ồ ạt toàn bộ sức mạnh, mà sử dụng một cách dần dần các loại vũ khí thông thường theo công ước quốc tế. Quân lính Mỹ đang sử dụng các loại vũ khí này. Miền Bắc Việt Nam phát động cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện, hầu huy động toàn bộ nguồn tiềm lực hiện có để đứng vững qua cuộc chiến tranh. Đường mòn Hồ Chí Minh là một con đường huyết mạch, một huyền thoại, một con đường sống nhằm dẫn chuyển mọi thứ cần thiết cho chiến trường. Chặn đứng đường mòn Hồ Chí Minh có nghĩa là tìm cách kết thúc cuộc chiến tranh theo hướng có lợi cho Mỹ. Nước Mỹ dựa vào cuộc chiến tranh hiện đại, chiến tranh điện tử, điều khiển từ xa, cuộc chiến tranh bấm nút. Họ đã tập trung cao độ sự oanh tạc của không quân đến mức cao nhất trong lịch sử chiến tranh từ trước đến nay. Những người Cộng sản ở đó có lực lượng bộ binh rất mạnh để ngăn chặn mọi cuộc tiến công trên bộ. Cuộc ném bom đường mòn Hồ Chí Minh làm cho cuộc chiến tranh tổn phí hàng tỷ đô la mỗi năm. Người Mỹ mất hàng 500 máy bay theo đường mòn Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy tối cao Mỹ vinh quang về chiến thắng mà họ đã đạt được, nhưng thực tế Cộng sản vẫn hàng ngày gia tăng sự thâm nhập từ miền Bắc Việt Nam. Đường mòn vẫn tồn tại và chi viện vẫn không hề giảm xuống. The American High Command claims success, but communist infiltration increases. The trail is never closed. Tháng 5 năm 1965, người Mỹ đã cho dựng lên ở miền Nam Việt Nam những lãnh tụ trơ trẽn không được dân chúng ủng hộ. Cựu Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ là một trong những người có đầu óc thán phục Mỹ đến cao độ. Một điều thông thường dễ hiểu là phải bảo vệ miền Nam Việt Nam như một bộ phận khăng khít của thế giới tự do. Đất nước này đã và đang bị Cộng sản Việt Nam tấn công, với Trung Quốc đứng bên cạnh và Nga Xô đứng đằng sau. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ có nghĩa vụ đến cứu giúp chúng tôi qua khỏi cơn hoạn nạn.
Cần phải nói thêm rằng Nguyễn Cao Kỳ là người được Mỹ đào tạo, ủng hộ. Ông ta khuyến cáo Mỹ can thiệp sâu hơn nữa vào nội bộ miền Nam Việt Nam. Thủ tướng Kỳ đã được chính quyền Johnson viện trợ khá nhiều trong lúc ông ta nắm quyền hành. Ở nước Mỹ, chỉ trong một thời gian ngắn vài năm mà Mỹ đã ủng hộ cho miền Nam Việt Nam một khoản khổng lồ là 7 tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế. Nhưng một khối lượng rất lớn của cả viện trợ kinh tế đã được tuồn ra chợ đen, và rất nhiều chuyên gia Mỹ và phương Tây đánh giá rằng viện trợ đã làm tăng thêm sự tham nhũng của các quan chức trong chính quyền Mỹ. Sau đây là một trong những đánh giá của các cố vấn. Ông Raken nói, với người lính Mỹ như vậy, chiến trường ở đây mang theo một nền văn hóa đặc thù của Mỹ. Những kho tàng của cải, nền kinh tế và trí tuệ của đất nước này được phát triển phong phú hơn rất nhiều để đáp ứng ngay sự chi tiêu của lính Mỹ. Đồng thời theo nhu cầu xuyên suốt cuộc chiến tranh, riêng đài phát thanh và đài truyền hình dành riêng cho lực lượng vũ trang Mỹ ở miền Nam Việt Nam cũng đã được tăng cường đáng kể. Đây là bản tin thời tiết dành cho lính Mỹ ở ngoài chiến trường. Nhưng liệu tình hình sắp tới đây có thực sự căng thẳng như vậy không? Có ai có thể hình dung nổi nếu ngồi đây giữa thành phố Sài Gòn, nhưng chỉ cần qua khỏi đây một vài phút thôi thì có thể thấy cả hơi thở của chiến sự thật rồi. Sự xâm nhập của miền Bắc Việt Nam cũng tăng lên tương ứng với khối lượng giúp đỡ và viện trợ của Mỹ cho miền Nam Việt Nam. Viên tướng chỉ huy trên chiến trường, tướng Westmoreland đã cố gắng bằng mọi cách giành lại thế chủ động trên chiến trường. Ông ta đã đề xướng chiến dịch tiêu diệt để tiêu diệt lực lượng Việt Cộng trên chiến trường. Nhưng một viên tướng dưới quyền ông ta, tướng Depro, đã nói chiến thuật gọi là tiêu diệt của chúng tôi trên thực tế đã bị vô hiệu hóa, bị bẻ gãy vào năm 64. Một thời gian dài trước khi chiến thuật này bị loại bỏ, nhiều đơn vị lính Mỹ và đơn vị lính Nam Việt Nam đã phải vất vả tìm kiếm các khu vực rừng rậm nhiệt đới cũng như các vùng ven thành phố để tìm kiếm chủ lực của quân Việt Cộng. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận thấy chúng tôi đã bỏ quá nhiều công sức vào việc vô ích và ngu xuẩn. Tìm việc trở thành một từ trống rỗng. Việt Cộng, theo các đài phát thanh ở đây, đã thâm nhập và phá hủy các căn cứ quân sự và những chi khu quân sự lớn. Người chịu gánh nặng chiến tranh từ cả hai phía là những người dân thường, người miền Nam. Tiếp đó, đã đặt tên cho các cuộc hành quân càn quét của họ là các cuộc bình định. Những hành động quân sự kiểu này thường diễn ra rất dã man để sử dụng các loại vũ khí man rợ nhất. Người ta cho rằng đã sử dụng các loại vũ khí hóa học này thì binh lính đối phương sẽ bị chết ngạt. Một người khác theo dõi cuộc chiến tranh ở đây đã tính toán rằng chi phí mọi mặt cho cuộc chiến tranh đã lên đến đỉnh cao là 430.000 đô la một ngày ở miền Nam Việt Nam. Tướng Westmoreland nói, là một người theo dõi cuộc chiến tranh của nước Mỹ, tôi có thể đánh giá rằng mức độ sử dụng lực lượng không quân và hải quân của Mỹ, cũng như mức độ sử dụng vũ khí và trang thiết bị của cả đôi bên, đã có chiều hướng nghiêng về đòi hỏi nhiều và cao hơn nữa so với mức độ được cung cấp, nhất là dựa vào sự đóng góp của những người dân ở đây. Du kích đã sử dụng làng xã của họ như những cơ sở kháng chiến. Destroying them is necessary, according to field commanders. Critics call it counterproductive. Tôi có ấn tượng, hình như là người phụ nữ làm việc này vì trong họ có sẵn tình cảm căm giận người lính Mỹ. Jim Gwinnett, lính thủy Mỹ đã nói, sự căm giận nung nấu những người đã từng trải qua những cuộc chiến tranh này đã thể hiện trên khuôn mặt của họ, có thể coi đây là sự hận thù có tính chất Việt Nam. Tôi không thể nào hiểu nổi và hiểu lý do tại sao họ lại căm giận đến mức như vậy cho đến suốt đời tôi. Tôi thấy rằng họ hiển nhiên muốn chống lại những kẻ gangster luôn luôn đe dọa cuộc sống thanh bình của họ. Thế nhưng đối với những người Mỹ bình thường thì sao? Chúng tôi đang đi trên đường phố cùng với đội công tác của mình thì bị phục kích. Chúng tôi bị những người Bắc Việt Nam phục kích và đã phải chống trả liên tục và chịu thương vong. Tôi thật sự muốn nghĩ về cuộc chiến tranh này.
Chúng tôi muốn rằng dù thắng hay thua trong cuộc chiến tranh này, chúng tôi vẫn phải giữ được mạng sống của mình. Do vậy, chúng tôi đã hành động như những con thú. Tôi thấy người ta mang đồng đội của mình đi, bị dướng trong tre. Chúng tôi không hề nhìn thấy kẻ thù của chúng tôi, giống như trong các cuộc săn bắn mà chúng ta nhìn thấy con mồi của mình trước mặt. Hoàn toàn không có gì cả, sau lưng cũng vậy. Thế nhưng, bạn có thể bị thương vào bất kỳ lúc nào vì các thứ vũ khí đó rình mò theo dõi chúng ta trong từng bước đi. Những người cộng sản dựa vào chiến thuật du kích, phục kích và dùng cầm bẫy trong tre 50% thường dòng lính Mỹ là do mắc những vũ khí thô sơ thông thường gây ra những hậu quả như là mìn tự tạo chẳng hạn. Những quả mìn non bề ngoài có giá đơn giản, vô hại, thông thường làm bẫy có kích cỡ trung bình là cỡ 40cm, nhưng được gắn lò xo và được chăn bẫy và gài khắp mọi nơi. Nó có thể nổ bất kỳ lúc nào và sát thương bất kỳ ai đụng đến nó. Một quả mìn khủng khiếp. Cuộc chiến tranh ngày càng trở nên ác liệt và gây ra những tâm lý chán chường mệt mỏi đối với lính Mỹ. Họ chán cái cảnh chết chóc, chán sự tấn công vào bất kỳ hướng nào khi họ cần tìm ra kẻ thù trong các khu rừng rậm nhiệt đới. 1968, cuộc chiến tranh đã lôi cuốn trên một nửa triệu lính Mỹ. Những tiến bộ đạt được trong chiến tranh thường bị bóp méo và thổi phồng lên. Thương vong thiệt hại ngày càng tăng lên đối với phía Mỹ. Mức độ thâm nhập của quân đội Cộng sản Bắc Việt Nam cũng được tăng cường không ngừng. Quân đội Mỹ tập trung mọi cố gắng để mở các cuộc hành quân quy mô ngày càng lớn với hàng vạn quân tham gia. Máy bay lên thẳng đã hình thành một chiến thuật phượng hoàng dồ mồi. Khi phi pháo cũng được tăng cường với quy mô chưa từng có. Hàng ngàn các chuyến tàu lớn nhỏ chở vũ khí đến mọi miền của đất nước. Từ rừng núi đến hải đảo. Trong những năm đầu, máy bay lên thẳng đã góp phần thay đổi cuộc diện các trận đánh. Nhưng rồi, Việt Cộng đã tìm cách đối phó và cuối cùng các tên lửa và các thứ vũ khí thông thường được chế tạo tại Liên Xô đã dần dần đánh bại các pháo hiện đại của Mỹ. Người Mỹ đã mất trong cuộc chiến tranh 5.000 máy bay lên thẳng. Dưới sự hỗ trợ của người Mỹ, lực lượng chiến đấu của chính quyền ở đây đã trở nên giỏi hơn, có thể công khai đương đầu với cộng quân. Đấy là theo luận điệu của Mỹ. Nhưng trên thực tế, họ vẫn bị coi là vô tác dụng, ăn hại đến 80%. Các chiến dịch tìm diệt và tránh bị tiêu diệt đều thất bại. Trên 1 triệu quân Mỹ đã bị chết và bị thương trong chiến tranh. Một số nhiều hơn như vậy đã đào ngũ. Song Việt tin rằng người miền Nam Việt Nam đã có thể tự đương đầu với Cộng sản đã bắt đầu lan truyền trong quân đội Mỹ. Họ đã có thể tự bảo vệ để chúng tôi rút dần. Chúng tôi ai nấy cũng đều hy vọng như vậy. Chúng tôi muốn họ có thể điều khiển được phương tiện cơ giới, các loại xe ô tô, các phương tiện khác để đến lượt mình phải ngã xuống, rồi họ phải chở xác chúng tôi về Mỹ. Đất nước này là cái gì mà họ có quyền đòi hỏi chúng tôi phải hy sinh tại đây? Sự hy sinh vô ích. Người Mỹ đòi hỏi chính quyền Sài Gòn phải tăng cường khả năng chiến đấu của mình. Nhưng những người Nam Việt Nam phàn nàn rằng nước Mỹ đã điều khiển chiến tranh theo ý riêng của họ. Thủ tướng Kỳ, người vốn rất căm thù người Mỹ, đã nêu ý kiến chỉ trích sự chỉ đạo chiến tranh của người Mỹ. Trong suốt cuộc chiến, người Mỹ đã tự mình điều khiển chiến tranh mà không tham khảo ý kiến của chúng tôi. Thật là nực cười và cũng rất là bi đát đối với chúng tôi khi điều này xảy ra. Việt Cộng, cuộc chiến tranh Cộng sản đã luôn luôn đánh lừa chúng tôi, đối xử với chúng tôi như là các con rối của người Mỹ. Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của những người dân Việt Nam. Trong nước Mỹ, sự ủng hộ của nhân dân đối với chính quyền Johnson đang xuống dốc. Thượng nghị sĩ William Fulbright, nhân vật có thế lực của Thượng nghị viện, đã biến Ủy ban Đối ngoại của Thượng nghị viện thành diễn đàn để phê phán cuộc chiến tranh này. Tổng thống đã hiện nhiên công bố chiến lược chiến tranh này của mình. Việt Nam đã có một lần tôi đặt chân đến đó, và tôi nhìn thấy rằng tôi không thể biểu lộ sự bất bình của mình đối với sự quyết định của Tổng thống. Trước đây, tôi đã quyết định ủng hộ Tổng thống Eisenhower.
Nhưng rồi các tổng thống đã tự biến mình thành những người buôn bán. Cuộc chiến tranh xem ra đã phân hóa người Mỹ, đẩy họ vào những thái cực khác nhau. Thanh niên Mỹ đã kéo xuống đường biểu tình và đốt thẻ quân dịch. Nhiều người khác đã tụ tập lại biểu tình phản đối chiến tranh. Họ phối hợp lực lượng chống lại cuộc chiến tranh không dễ dàng này. Vua địch quyền Anh nhà nghề Muhammad Ali đã từ chối không nhận thẻ quân dịch. Anh không muốn bị động dân vào quân đội. Anh nói, tôi đã chứng kiến cảnh người ta bắn giết dân thường bằng súng máy. Trước kia thì giáo tôi dặn là không nên nhúng tay vào cảnh bắn giết đó. Khi đó, người ta khủng bố dân thường Jerusalem mà tôi đã có mặt ở đó. Tháng 10 năm 1967, trên 50.000 người phản đối chiến tranh biểu tình kéo đến trước lầu Năm Góc. Những người biểu tình phản đối chiến tranh do David Daimler, một người đã từng tham chiến dẫn đầu. Anh nói người ta bảo rằng họ chỉ oanh tạc các mục tiêu bê tông cốt thép, các căn cứ quân sự. Họ chỉ tiến hành chiến tranh với mong muốn duy trì được tiêu chuẩn nhân đạo. Nhưng tôi đã có mặt ở đó và đã tận mắt chứng kiến các nhà thờ, trường học, nhà ở của dân chúng, thậm chí cả bao làng mạc bị tiêu diệt hoàn toàn. Bắc Việt Nam đã biết tận dụng các trận địa này ngay trên đường phố nước Mỹ để hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến đấu của họ. Đây là ý kiến của ông Hàn Văn Lâu, một nhà ngoại giao về quân sự, nói: chúng tôi coi phong trào phản đối chiến tranh ở nước Mỹ là một trong những nhân tố tích cực quan trọng bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng của chúng tôi trên chiến trường, là hệ quả dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến. Một người cấp tiến lãnh đạo phong trào chống chiến tranh nói: chúng tôi chỉ có một cách để chấm dứt cuộc chiến trên đường phố này. Một người nói rằng cuộc chiến đấu trên đường phố này nhằm vào mục tiêu chấm dứt cuộc ném bom và bắn giết dân lành cách xa nước Mỹ hàng dặm chậm. Cách tốt nhất ở đây là hãy chấm dứt cuộc ném bom dã man. Nhưng chiến tranh vẫn leo thang khốc liệt. Tháng 11 năm 67, Johnson đã ra lệnh tiến hành cuộc oanh tạc các mục tiêu ở cách xa Hà Nội 5 dặm, khoảng 8 km. Johnson muốn loại trừ sự ủng hộ tiêu cực của đối phương đối với sự chi viện của miền Bắc Việt Nam. Tôi có 3 cảm năng cho đại sứ Baker và 3 cách ứng xử cho tướng Westmoreland. Tôi muốn hoàn toàn hiểu rằng đây là một cuộc chiến tranh nảy lửa, chứ không phải một canh bạc hay là một trận bóng đá. Không thể nào người ta có thể quyết định một cách nhanh chóng được. Không thể nào một sớm một chiều đưa đến quyết định tiếp tục lao sâu hơn nữa hay là rút ra khỏi cuộc chiến tranh một cách thành công được. Chúng tôi muốn sự chống đối chiến tranh phải giảm xuống tới mức tối đa như thế này. Cố vấn quân sự của Tổng thống Johnson đã tự chia rẽ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara, người đã có một thời chủ trương theo đuổi cuồng nhiệt cuộc chiến tranh kỹ thuật, ngày nay đã miêu tả nó như một trò ngu xuẩn. Đây là ý kiến phát biểu của ông tại trường đại học tổng hợp Oxford. Tôi bây giờ thấy rằng tôi có thể đưa ra 5 từ để mô tả chính xác tình cảnh đất nước chúng ta trong những ngày nóng bỏng đó. Từ đó là xấu hổ với lương tâm, xấu hổ vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Việt Nam ông Võ Nguyên Giáp thì trái lại tỏ ra rất tin tưởng. Ông đã đề nghị làm một kế hoạch nhằm dẹp bỏ những hy vọng của người Mỹ giành lấy một chiến thắng quân sự nào đó trong cuộc chiến tranh này. Một mục tiêu là căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Khe Sanh. Nó có nhiều vẻ giống như một trận Điện Biên Phủ mới, chiến thắng lẫy lừng của ông đối với người Pháp 14 năm trước đây. Ngày 28 tháng Giêng năm 1968, cuộc bao vây và tiến công kéo dài 77 ngày đêm bắt đầu. Khi khởi đầu cuộc bao vây, tướng Giáp đã khởi thảo kế hoạch của mình: tổng tiến công vào dịp Tết âm lịch cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Cuộc tiến công rất chính xác bằng bộ binh và cả phi pháo ở mọi nơi. Lực lượng du kích cộng sản đã chiếm cả Đại sứ quán Mỹ ở ngay trung tâm Sài Gòn. Chỉ sau 10 giờ, lực lượng du kích chiếm sứ quán Mỹ đã bị đánh lui. Nhưng sự hoang mang hoảng sợ do cuộc tiến công gây ra này đã trở thành mối đe dọa thường xuyên. Hàng chục thành phố, thị trấn, thị xã bị khoảng trên dưới 8.000 du kích cộng sản tấn công và chiếm giữ trong một thời gian. Tận về Mỹ, quay lại các cảnh lính Mỹ bị bắn giết, bị thương đau, quằn quại như thế nào. Tất cả chúng tôi đều có chung một ý nghĩ là chúng tôi thoát được mối hiểm họa ở Việt Nam và được thưởng nhiều huân chương.
Nhưng anh có nghĩ rằng anh xứng đáng được phần thưởng đó không? Tôi không biết nói thế nào, nhưng chúng tôi thất bại. Nước Mỹ với đội quân sở trường dùng bạo lực của mình đã thất bại. Những cuộc tấn công của Việt Cộng luôn luôn là mối đe dọa lo ngại thường xuyên. Thương vong của quân Mỹ và Nam Việt Nam ngày càng tăng lên. Việt Nam là cuộc chiến tranh đầu tiên mà Mỹ triển khai những thí nghiệm vũ khí tối tân và cũng là cuộc chiến tranh đầu tiên được đưa lên màn hình nhỏ. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rush nói, hàng ngày người ta được tận mắt chứng kiến các cảnh chiến tranh, những gì đã xảy ra trong đại chiến thế giới lần thứ hai không được người ta biết đến. Nhưng ở đây, tại cuộc chiến tranh này, người ta có thể biết nhiều thứ hơn nữa. Người dân đã chứng kiến cảnh máy bay chở quân lính đến chiến trường. Rồi dòng dây ở Khe Sanh được giải tỏa, người Mỹ trên chiến trường gọi đấy là thắng lợi. Sự căng thẳng ngay tại nước Mỹ có phần dịu bớt, nhưng sự chỉ trích ở chính nước Mỹ lại tăng lên. Những người cầm đầu giới quân sự và cầm quyền cho rằng đây là bước ngoặt của cuộc chiến tranh, bước ngoặt tiến tới giành thắng lợi quyết định. Nhưng thực chất, đây là bước ngoặt giành thất bại, và Mỹ đã thay đổi biện pháp và cả bộ máy chỉ đạo chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng mới là người có quan niệm khá thức thời về chiến tranh theo giai đoạn mới. Johnson đã cử ra một ủy ban quan sát để đến thị sát và tìm ra cách giải quyết thích hợp các lối thoát cho cuộc chiến tranh. Chủ tịch ủy ban này nói, tôi thấy rằng cuộc chiến tranh này cần phải thay đổi cả cuộc diện của nó nữa, và như vậy là chấm dứt giai đoạn đầu của chiến tranh. Giai đoạn Mỹ hy vọng giành thắng lợi nào đó trong chiến tranh. Tôi đã thấy rõ rằng chúng ta không có một kế hoạch quân sự để giành chiến thắng sau chuyến đi khảo sát thực tế 3 tuần của tôi. Tôi đã đệ trình báo cáo lên Tổng thống về một giải pháp mà tôi cho là thông minh nhất trong lúc này. Đó là tìm cách rút khỏi Việt Nam trong danh dự. Đó là một giải pháp thiết thực nhất cho Tổng thống. Và Tổng thống đã chuẩn bị kế hoạch này, kế hoạch tìm kiếm hòa bình. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm thất bại nhiều nhiệm kỳ tổng thống của nước Mỹ. Có thể nói lên điều này vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã chịu ảnh hưởng nặng nề như cuộc chiến tranh này. Năm 69, Tổng thống Nixon, người đã thắng cử trong cuộc bầu cử năm 1968, vì muốn đưa ra kế hoạch lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ông ta đã hứa, tôi đã vạch ra kế hoạch hòa bình để đưa lại nền hòa bình cho Việt Nam. Một nền hòa bình trong công bằng, bảo đảm, giữ gìn, củng cố nền văn minh của chúng ta. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn, và đa số người Mỹ đã từng ủng hộ Nixon trong cái gọi là chiến tranh, chính sách tìm kiếm hòa bình của ông ta, lại lên tiếng chỉ trích và phản đối ông ta. Nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh nổ ra. Sống trong vòng dây của chính đồng bào mình, một người đã nói, tôi đã ở trong lầu năm góc một ngày, mà tưởng như 4 năm trời. Mọi người biểu tình đều đòi quân đội Mỹ rút ra khỏi Việt Nam ngay lập tức và đem lại hòa bình cho nước Mỹ. Và tôi đã đề xuất với Tổng thống và Quốc hội xem xét kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh song song với phi Mỹ hóa chiến tranh để đưa những người Mỹ ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Chính phủ Mỹ đã trình bày kế hoạch này với Tổng thống Nguyễn Nhân Thiệu. Nếu kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh được diễn đầy đủ và chu đáo và thắng lợi mỹ mãn, thì nó sẽ ngăn chặn được sự thất bại sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam liền thực hiện tổng động viên bắt lính trên quy mô lớn. Nhưng người dân bình thường ở đây lại có một mong muốn khác, một mong muốn mà giới lãnh đạo miền Nam Việt Nam không chấp nhận, đó là chỉ có một nước Việt Nam thống nhất. Sau 24 năm tiến hành cuộc chiến tranh rộng rã, Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Phạm Văn Đồng đã trả lời phỏng vấn, chúng tôi đã tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ. Cuộc trường kỳ kháng chiến, người dân Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử kéo dài hơn 4.000 năm qua, chúng tôi có một truyền thống đấu tranh tuyệt vời là chống ngoại xâm, đấu tranh chống lại thiên nhiên khốc liệt. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng giành được thắng lợi. Dân tộc chúng tôi chưa có khi nào không giành được thắng lợi cuối cùng. Có thể thấy rằng toàn bộ xã hội đã được tổ chức một kết cấu quy củ rất là có kỷ luật để đi tới thắng lợi cuối cùng, mà cả xã hội đã được huy động đến mức cao nhất. Mọi khía cạnh sinh hoạt xã hội đã được tổ chức một cách khoa học nhất. Nền sản xuất và nền kinh tế xã hội đã được huy động và được tổ chức để phát huy cao nhất tiềm lực của mình.
Họ đã tập trung mọi nỗ lực trong thời chiến để đạt được mục tiêu chiến thắng cuối cùng. Society that has historically was well disciplined, and during the course of the war, every aspect of that society was geared toward fighting the war. I mean, we are not talking about a society with a free press. We're not talking about society with open debate. We're talking about a society where the production, the economy, every newspaper, virtually every poem, artistic activity. Was all geared toward that war effort. North Vietnam's war machine is supported by massive aid. Miền Bắc Việt Nam được sự ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa vào cuối năm 1970. Nước Việt Nam được chi viện đến hàng tỷ đô la. Miền Bắc chi viện cho miền Nam thì quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi miền Nam Việt Nam theo thỏa thuận ngầm giữa đôi bên, nhưng họ lại bắt đầu sử dụng đất thánh Campuchia, dùng cửa ngõ ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, lúc này xem ra đang gây nguy hiểm cho công việc Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Nixon orders a joint American-Vietnamese invasion of Cambodia. Không quân Mỹ ném bom bí mật dùng đó để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc Việt Nam qua Campuchia. Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho lực lượng quân Mỹ và lực lượng Nam Việt Nam tấn công vào đất Campuchia. Lực lượng quân xâm lược vào sâu trong lãnh thổ Campuchia trên 20 dặm, ngăn chặn được phần nào sự chi viện, và lực lượng Cộng sản đã tạm thời lui bước. Nhưng ngay từ đầu, sự phản đối trên đất Mỹ đã tỏ ra gay gắt và đẫm máu. Kế đó, tài liệu bí mật quan trọng của Lầu Năm Góc đã bị ông Daniel Albert tiết lộ. Khi công bố tài liệu này, ông Daniel Albert đã nghiêm khắc chỉ trích cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ông nói, tôi có cảm giác rằng, ngay từ đầu cuộc chiến tranh, người ta đã tìm cách lừa dối các thanh niên Mỹ, những người nhẹ dạ cả tin, thích ăn ngon mặc đẹp, thích cái mà để ru ngủ tuổi trẻ. Thanh niên Mỹ đã bị lừa dối, bị đưa đi tham gia vào cuộc chiến tranh, xâm lược bắn chết những người dân vô tội. Tôi có thể nói rằng hết thế hệ này đến thế hệ khác họ đã bị đánh lừa. Nixon đã công khai lên tiếng phản đối sự xuất bản cuốn sách công bố các tài liệu nói trên. Ông nói rằng chính sách chiến tranh mà chính phủ của ông theo đuổi có những nguồn gốc sâu xa của nó và vì lợi ích của nước Mỹ. Cố vấn của Nixon, John Eglima nói, chúng ta cần vạch mặt và chỉ tên và cực lực phản đối những kẻ lừa dối chúng ta. Ngay khi bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống, thì đã hứa sẽ thực hiện chính sách đối ngoại ôn hòa, sẽ đưa nước Mỹ ra khỏi chiến tranh một cách danh dự. Nhưng đó chỉ là hứa suông. Cuộc chiến tranh vẫn leo thang, nhưng dân Mỹ vẫn tiếp tục đổ máu. Chúng tôi tập trung ở quảng trường này để biểu diễn âm nhạc phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Sự phản đối chiến tranh không có chiều hướng thuyên giảm mà căng thẳng lên khi cuộc chiến tranh được leo thang. Đây là cuộc biểu tình phản đối ngay ở phía ngoài Nhà Trắng. Tổng thống Nixon, hãy dừng ngay lập tức và không được ném bom xuống dân thường vô tội và phá hoại cuộc sống thanh bình của họ. Nixon orders foreign policy adviser Henry Kissinger to begin. Dưới sức ép của làn sóng phản đối chiến tranh, Nixon đã phải ra lệnh cho cố vấn đối ngoại của ông là Kissinger tiến hành đàm phán bí mật với miền Bắc Việt Nam. Tại cuộc đàm phán hòa bình ở Paris, sự nhiệm vụ chủ yếu của phía Mỹ trong cuộc đàm phán là lực lượng cộng sản có thể giữ nguyên vị trí của họ, giữ nguyên hiện trạng của cuộc chiến. Người không thỏa mãn với những cuộc gặp riêng này của tổng thống Mỹ chính là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Tổng thống Mỹ và tiến sĩ Kissinger đã bật đèn xanh với Cộng sản mà không thông báo gì với chúng tôi. Chúng tôi chỉ được biết đôi điều qua báo chí tiết lộ. Ông Kissinger đã không nói gì về chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy rằng đây là chiến lược sống còn. Tổng thống Nixon đã đồng ý để cho Cộng sản giữ nguyên gốc vị trí của họ, và tôi thấy bất bình với Tổng thống. Tôi thật sự bất bình,
Dù sao chúng tôi là những người biết điều, tôi không thích cảnh ném bom tàn phá. Nhưng tôi không nghĩ Tổng thống có thể làm điều này không cần thiết. Có thể tôi không cảm thấy đồng ý với cái giải pháp này. Vì tôi thấy có trách nhiệm ở đây như một điều đáng trách là người ta cố tình đặt chúng tôi vào một sự thật đã rồi. Sau một thời gian đàm phán nào đó, ông Kissinger có thể bay qua miền Nam Việt Nam, trở về Nhà Trắng và báo cáo với Tổng thống việc gì đã xảy ra ở đây mà người ta không đi đến quyết định. North Vietnam invades across the border. Only round-the-clock bombing turns back the ground offensive. Trở lại chiến trường Bắc Việt Nam sau một thời gian dừng ném bom, Tổng thống Nixon đã ra lệnh cho máy bay ném bom B-52 khổng lồ ném bom rải thảm miền Bắc Việt Nam. Vào năm 72, chứng kiến cuộc leo thang chiến tranh ồ ạt trở lại. Nhưng miền Bắc Việt Nam vẫn không gần chi viện, vẫn vượt qua giới tuyến quân sự tạm thời và vượt qua biên giới. Hà Nội trở thành chiến địa. Nixon đã ra lệnh cho máy bay B-52 ném bom ngày càng sát thủ đô hơn. Và lực lượng bảo vệ miền Bắc Việt Nam vẫn bao gồm các loại súng phòng không đủ các cỡ, kể cả tên lửa SAM. Ném bom rải thảm nhằm vào ngoại ô công nghiệp Hà Nội, dùng dân cư đã gây thương vong lớn cho dân thường ở đây. Bốn, ba, hai, một, sẵn sàng, bấm nút. Nixon cố sống cố chết đẩy mạnh chiến tranh để giành một thắng lợi nào đó trong một thời gian. Các cuộc ném bom bất chấp sự phản đối của toàn thế giới. Và ông muốn giành được sự thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 72. Trong khói lửa của cuộc chiến tranh leo thang đến mức ác liệt nhất, Hà Nội vẫn không nản lòng. Quân đội của họ vẫn duy trì ở miền Nam Việt Nam. Nixon vẫn tiếp tục lừa dối công chúng Mỹ để có thể thắng cử một lần nữa. Henry Kissinger đã nói bừa với dân chúng Mỹ rằng hòa bình đã ở trong tầm tay. Có một điều trớ trêu là Henry Kissinger đã không thể nào giải thích nổi hai điều. Khi ở Sài Gòn, ông ta nói Mỹ đã buộc phải giảm bớt viện trợ quân sự cho chính quyền ở đây, và sau đó là vấn đề tiếp tục có mặt quân đội miền Bắc Việt Nam. Tôi là một nghị gợp, nếu không phải là một tổng thống buồn nhìn. Tôi đành phải đồng ý với tất cả mọi điều, và tôi phải chấp nhận một điều mà người Mỹ muốn áp đặt cho nhân dân nước tôi. Hà Nội bây giờ lại tiết kiệm sự thỏa hiệp. Thế rồi tháng 12 năm 1972, Mỹ cho máy bay B-52 lần đầu tiên ném bom Hà Nội. Cuộc ném bom B-52 kéo dài hơn 12 ngày đêm ngày lễ Giáng sinh năm 1972. Hà Nội lúc bây giờ đã trở nên sẵn sàng ký một hiệp ước hòa bình vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tổng thống Nixon nói nước Mỹ và miền Bắc Việt Nam đã đồng ý thỏa thuận về một hiệp định ngừng bắn để đưa lại một nền hòa bình cho Việt Nam, sau đó là cho cả Đông Dương và cho cả Đông Nam Á. Nhưng ngay tại hiệp định hòa bình đã được ký kết, cuộc chiến dường như vẫn tiếp tục. Chu calls the agreement an American betrayal and predicts full-scale war. Người cầm đầu cuộc đàm phán miền Bắc Việt Nam trở về nước và được đón tiếp long trọng với nghi thức đón tiếp người chiến thắng trở về. Người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam trở về nước. Chỉ còn số cố vấn quân sự không đáng kể, nhất là so với số cố vấn đã lên tới nửa triệu. Nixon và Thiệu họp với nhau lần cuối. Họ cam kết với nhau sẽ thực hiện trả đũa của Mỹ nếu Cộng sản phản bội lại lời hứa. Nhưng chính Nixon lại bị điêu đứng và bị gạt khỏi chức vị Tổng thống, bị phế chức bởi vụ bê bối Watergate. In December 1974, the communist leadership decides that vào tháng 9 năm 1974, Bộ Chỉ huy tối cao Cộng sản họp lại thảo luận thông qua một kế hoạch giành chiến thắng trong hai năm 1975-76. Tướng Võ Nguyên Giáp nói, bởi vì người Mỹ đã không thể ném bom trở lại, nhưng dân Mỹ đã quá mệt mỏi với cuộc chiến tranh. Nếu bây giờ họ trở lại dùng máy bay ném bom và tàu chiến, thì họ sẽ thất bại mà thôi. Còn nhân dân Việt Nam lại không cảm thấy sự kiềm chế nào cả.
Rõ ràng chiến sĩ và đồng bào của họ ở miền Nam Việt Nam đã đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược. Tháng 2 năm 1975, lực lượng Cộng sản lại bắt đầu được huy động để mở chiến dịch quy mô lớn miền Nam Việt Nam. 100.000 quân lính Cộng sản đã hành quân từ miền Bắc vào miền Nam dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk. Một trung tâm chiến lược của Mỹ đã sụp đổ hoàn toàn sau một vài ngày tấn công. Chỉ trong một số tuần ít ỏi, Hà Nội đã đánh quỵ một đội quân hùng mạnh và loại bậc nhất ở châu Á, mà Mỹ phải tốn 20 năm, hàng chục tỷ đô la mới xây dựng được. Trong không khí rút chạy và cực kỳ hoảng loạn, hàng chục ngàn dân thường đã phải rời bỏ Sài Gòn bằng máy bay và tàu chiến. Dưới sức ép căng thẳng của tình thế, Tổng thống Thiệu đã phải từ chức. Bài diễn văn lủng củng, không ra đầu ra đuôi. Thiệu nói, họ đã không đếm xỉa gì đến ông ta, một đồng minh châu Á của họ. Họ đã đứng trên đầu, trên cổ chúng ta, đã bán đứng miền Nam Việt Nam của chúng ta cho Cộng sản. Điều này là rõ ràng sự thật và là sự sỉ nhục đối với chúng ta. Lực lượng Cộng sản đã sớm giành được thắng lợi. Tổng thống Gerald Ford tuyên bố, tôi trở lại cuộc chiến tranh Việt Nam ư. Chúng ta không thể nào bắt đầu trở lại được. Cuộc chiến tranh đã được kết thúc. Người dân Mỹ thở phào, thế là cuộc chiến tranh Việt Nam, một gánh nặng đối với nước Mỹ đã phải kết thúc. Người ta có nhiều lý do để thỏa mãn, mặc dù Tổng thống Thiệu và phe lũ của ông ta còn hoạt động mãi, nhưng cuộc xung đột ở Việt Nam đã chấm dứt hẳn. Người dân Mỹ đã tin tưởng rằng, thế là cuộc chiến tranh hao người tốn của nước Mỹ đã phải kết thúc, và người dân Việt Nam đã phải chiến đấu trong vòng 30 năm. As the Vietnam conflict ends, the majority of Americans express only relief that it is. Nhà ngoại giao Hà Văn Lâu nói, có những sự xúc động kéo dài, một tình cảm sung sướng, tự hào tại thời điểm đó. Ai ai cũng có thể cảm thấy tự hào là đã sống đến ngày hôm nay. Chiến tranh đã kết thúc và hòa bình đã được lập lại. Chúng tôi đã trở thành những người chủ thật sự của đất nước chúng tôi. Một đất nước đã được độc lập hoàn toàn. Chỉ có một điều đáng tiếc là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không còn sống đến ngày hôm nay để nhìn thấy tận mắt khung cảnh đất nước rực rỡ cờ hoa chiến thắng này, dinh Tổng thống ở Sài Gòn, dinh độc lập. Tháng 5 năm 1975, rực rỡ cờ hoa và biểu ngữ trong ngày hội chiến thắng tưng bừng. Cái kết cục đã đến sau 10.000 ngày chiến tranh ác liệt đẫm máu. April 30th, 1975.